Cậy em khó chịu lời, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Giữa đường đất gánh tương tư, kêu loan chấp muối cho thừa mật em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ướt, khi đêm chán thề. Sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình không lẽ hai bề vạn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, sức tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù tiệt nát sương mồ, ngậm cười chiến suối hãy còn thơm lây. Rồi, các bạn thí sinh của chúng ta đã có mặt ở sân khấu này. Và tôi muốn hỏi Trung Hiếu đến từ trường Trung học phổ thông Thạch Thất Hà Nội. Bạn là người có điểm tổng kết các môn là 9,2, quán quân Olympia trường, hai lần được trao bảng vàng danh dự họ Đặng Việt Nam. Làm thế nào để được có cái bảng vàng danh dự của mỗi họ thế ạ? Dạ, đơn giản là em có giải từ cấp thành phố trở lên thì mình sẽ được bảng vàng đấy. Bảng vàng của Việt Nam nha, chứ không phải là ở mỗi quê hương mình thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Quá là xịn luôn ạ, họ Đặng tự hào về bạn. Ngoài ra thì Trung Hiếu còn có một số khả năng về tiếng Anh rất hay. Đó chính là có thể bắt chước tiếng các nước khác chính xác mặc dù không hiểu mình đang nói cái gì. Dạ vâng ạ. Sawadika. Tiếng Tây Ban Nha. Muchas gracias. Wow. Thì là cảm ơn. Hello, zusammen. Ich heiße Hiếu. Ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Hanoi. I will try my best to reach the highest position in the contest today. Wow. Cái ngữ âm của em nói rất chuẩn đấy. Và bên cạnh Hiếu thì còn có Uyên Vi, cũng là một bạn có một sở trường là ngoại ngữ. Bạn là một người có một kết quả học tập rất xuất sắc, đó là điểm trung bình môn 9,4, hai lần đạt danh hiệu học giỏi sống tốt. Tôi đang nghĩ là không biết là cuộc sống của mình đã đủ tốt hay chưa, hay chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tưng 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 tưng. Không biết là tiêu chí nào để mình có thể đánh giá cái sống tốt này ạ? Mình sẽ có một cái bảng để ghi những cái việc làm của mình trong đời thường về những cái thành tích học tập, thì người ta sẽ xét hai khía cạnh là học giỏi và sống tốt luôn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Trung Kiên. Bạn ấy có một sở thích là vừa học vừa nghe nhạc này. Và nếu như mà không có nhạc thì không học nổi. Tình cờ hồi đầu năm lớp 10 thì em học tới đây là em bắt đầu kiểu em thấy hơi chán một chút. Thế này em bắt đầu ngồi em nghe nhạc. Thế sau này đến lúc nghe nhạc được không lâu thì em phát hiện là bắt đầu em bị muộn bài. Thế nên em bắt đầu ngồi em quay lại vừa nghe vừa nhạc, vừa ngồi em vừa học luôn. Và bằng một cách nào đó em thấy nó khá là hiệu quả với em. Thêm một thông tin về Trung Kiên, đó là bạn đạt huy chương vàng đấu trường toán học châu Á và là một K-pop fan chính hiệu. Hôm nay Kiên hình như là cũng chuẩn bị một bài hát đúng không? Dạ không hẳn là một bài hát ạ. Thì đến đây thì em sẽ chuẩn bị bài nhảy đúng không? Sân khấu này là của em Kiên ơi. Bạn vừa giỏi nhảy vừa giỏi toán. Người ta gọi là nhảy số đấy. Và bây giờ chúng ta cùng gặp bạn Trần Lâm đến từ trường Trung học phổ thông Núi Thành, Quảng Nam. Bạn là người có điểm trung bình học kỳ 9,7, sở trường là văn học. Tuy nhiên khả năng là chuyển những bài thơ yêu thích thành lời rap. Cái này hay nha, hay nha. Dạ em xin được thể hiện phần rap bài Trao Duyên trong truyện Kiều ạ. Xin mời bạn. Cảm ơn. Cậy em khó chịu lời, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Giữa đường đất gánh tương tư, kêu loan chấp muối cho thừa mật em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ướt, khi đêm chán thề. Sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình không lẽ hai bề vạn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, sức tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù tiệt nát sương mồ, ngậm cười chiến suối hãy còn thơm lây. Quá siêu rồi. Quá giỏi luôn, quá giỏi. Rất giỏi, cô giáo Văn tự hào về bạn. Lâm còn có một giọng nói như kiểu một biên tập viên truyền hình luôn á. Dạ, ước mơ của em lớn lên là cũng sẽ trở thành một biên tập viên truyền hình đấy ạ. Cái giọng nói của em là một lợi thế á. Ta chúc là Lâm sẽ có thể thực hiện hóa được ước mơ của mình nhé. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì các thí sinh của chúng ta sẽ đến với những thử thách đầu tiên ở trong phần thi khởi động. Square. Bánh trưng miếng dày, ai không phải. Đúng vậy. Hồng Minh Trần thèm hồn ạ. Tiếp tục là 10 điểm. Bây giờ là phần thi khởi động. Các thí sinh của chúng ta sẽ lần lượt trải qua 3 lượt thi khởi động với những câu hỏi tương ứng là 8 câu, 12 câu và 16 câu ở mỗi phần thi. Bây giờ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu 8 câu hỏi đầu tiên. Các
Điểm hình có tính chất bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm được gọi chung. Giờ hình. Đúng là như vậy. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào? Trung kiện, nitơ. Chính xác. Dễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ bộ phận nào? Trung kiện, lồng hút. 10 điểm nữa. Tìm khởi ngữ trong câu sau làm khí tượng ở được cao thế mới là lý tưởng. Trung kiện, làm khí tượng. 10 điểm tiếp theo. What flat shape has four sides of equal length? Trung hiểu. 490 degrees. Square, square. Chính xác. Sông Vàm Cỏ thuộc lưu vực hệ thống sông. Trung hiểu. Sông Tiền. Đồng Nai ạ. Tia X là một loại sóng, có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia điện mạnh. Bão hoa. Điện từ ạ. Lạc ngư là tên gọi thời xưa của con vật nào? Trung hiểu. Cá sấu. Chính xác. Và đó là 8 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động này. Và số điểm các bạn đang có là Trung Hiếu có 15 điểm, Trung Kiên có 40 điểm. Hiện tại bây giờ tạm dẫn đầu là Trung Hiếu và Trung Kiên. Uyên Vi và Trần Lâm có vẻ như là mới bắt đầu thì hơi hồi hộp đúng không? Hít sâu thở đều, cười thật tươi. Đúng rồi, một tinh thần bình tĩnh để chúng ta bước tiếp tới những câu hỏi tiếp theo. Bây giờ là 12 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 2. Ở đội hình thi đấu trên sân trong môn bóng đá 11 người, cầu thủ nào? Hồng Mong ạ. Đúng là như vậy. Tính dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào độ của chất bán dẫn. Trung kiện. Tinh khiết. 10 điểm. Động vật tiêu biểu nhất của châu Nam Cực là gì? Trung hiếu. Chim cánh cụt. Đúng là như vậy. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, phe trục gồm 3 quốc gia chính là Đức, Nhật Bản và... Trung kiện. Mỹ. Italia. Carpenters traditionally work with what main material? Trung hiếu. Wood. Đúng là như vậy. Bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc do họa sĩ nào sáng tác? Trung hiếu. Từ Bình Châu. Đúng là như vậy. Trục tung hay trục hoành còn được gọi là trục cô xin? Trung kiện. Hoành. 10 điểm. Di tích quốc gia đặc biệt khu Lăng Mộ và đền thờ các vị vua triều Trần nằm ở tỉnh nào? Uyên Vi. Dạ Hà Nội ạ. Thái Bình ạ. Trên bàn cờ tướng cùng một màu cờ có bao nhiêu loại quân cờ khác nhau? Trung hiếu. 32. 7 ạ. Câu 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng hoang. Bánh chưng bánh dày. À không phải. Tinh thủy tinh ạ. Phần não nào phát triển nhất ở người? Trung kiện. Ở não. Đại não ạ. Một chất điểm dao động điều hòa khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì đại lượng nào có độ lớn tăng? Vận tốc, thế năng, đi độ. Đáp án là vận tốc. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ 2. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là Trung Hiếu có 40 điểm, Trung Kiên có 60 điểm và 10 điểm thuộc về Trần Lâm. Đó là những câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 2 và chúng ta còn có 16 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 3 nữa. Đặc biệt là Uyên Vi, khởi động mà là mình làm nóng cơ thể Vi ạ, cho nên là mình cứ mạnh dạn bấm được câu nào hay câu đấy nhá. Cố gắng hết mình. Chúc các bạn thật may mắn thành công với lượt câu hỏi thứ 3. Cực âm và cực dương ở viên pin được ký hiệu lần lượt với hai đầu nào? Trừ cộng. Đúng vậy. Nàng Rằng nghĩa nặng nghìn non, Lâm Chi người cũ chàng còn nhớ không? Trung Kiên. Kim Trọng. Thúc Sinh mới đúng ạ. Hai đường chéo của hình thoi tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ? Trung Hiếu. 90. Chính xác. Trong lịch sử nước ta, ai là người đã trực tiếp chỉ đạo các quan xưởng chế tạo súng thần cơ và đóng các thuyền chiến có lầu? Trần Lâm. Hồng Minh Trừng. Đúng là như vậy. Sự trao đổi khí của loài cá được thực hiện qua bộ phận nào? Trần Lâm. Mang. 10 điểm nữa. 426251 là một số đội hình thi đấu tiêu chuẩn ở môn thể thao nào? Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng cầu. Dạ bóng bàn ạ. Bóng chuyền ạ. Kim loại nào sau đây bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit mỏng và bền bảo vệ? Trung kiện. Al. Đúng là như vậy. Hai tiêu bản rùa Hồ Gươm đang được trưng bày trong ngôi đền nào ở Hà Nội? Trung Hiếu. Đền Ngọc Sơn. Chính xác. Dân cư Hoa Kỳ được hình thành chủ yếu do quá trình? Trung Hiếu. Nhập cư. 10 điểm. Tri âm là tên live show của ca sĩ nào? Trung kiện. Mỹ Tâm. 10 điểm. What organ in the human body has the sense of smell? Trung hiếu. Nose. Chính xác. Singapore, kinh đô của nước Champa xưa nằm ở khu vực nay là tỉnh nào? Trung kiện. Phú Yên. Đáp án là Quảng Nam ạ. Thái Đức thông bảo, Cảnh Thịnh thông bảo là một số loại tiền được đúc dưới triều đại nào trong lịch sử? Tây Sơn. Chính xác. Ong là một trong số ít các loài côn trùng có thể giúp được gì trong quá trình sinh trưởng? Trung hiếu. Thụ phấn. 10 điểm. Từ Hán Việt nào ban đầu để chỉ 5 loại cây trồng cho hạt để ăn? Trung hiếu. Ngũ cốc. 10 điểm nữa. Dòng điện xuôi chiều là dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo? Trung hiếu. Thời gian.
tiếp tục là 10 điểm. Như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động rồi và các bạn đều đã có những điểm 10 đầu tiên cho riêng mình, rất xứng đáng. Hãy cùng xem họ đang sở hữu số điểm như thế nào. Uyên Vy cần cố gắng hơn ở phần thi sau. 30 là điểm số của Trần Lâm. Đang có 80 điểm là Trung Kiên. Và dẫn đầu với 120 điểm là Trung Hiếu. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc do họa sĩ nào sáng tác? Trung Hiếu. Diệp Minh Châu. Đúng là như vậy. 50 năm hoạt động nghệ thuật, họa sĩ nhà điêu khắc Diệp Minh Châu đã tập trung trí tuệ, tài ba và tâm huyết cho một đề tài xuyên suốt: khắc họa chân dung Bác Hồ. Trong đó được biết đến rộng rãi nhất là bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung Nam Bắc. Ông đã dùng máu của mình để vẽ bức tranh rồi gửi ra tặng Bác. Các tác phẩm tranh và điêu khắc nổi tiếng khác của ông phải kể đến: nhà Bác Hồ trong kháng chiến, tượng Võ Thị Sáu trước quân thù, chân dung nhà văn Nguyễn Tuân và tượng đồng Bác Hồ với thiếu nhi, vân vân. Diệp Minh Châu là nhà điêu khắc duy nhất được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.